Bây giờ chúng mình là đang đi tới khách sạn Circuit Circuit cho mấy đứa nhỏ chơi game. Khách sạn này nổi tiếng là chỉ có game là nhiều nhất. Tuy rằng nó cũ nhưng mà nó có nguyên cả một tầng để chơi game. Cho nên mấy đứa nhỏ nó khoái vào đây. Nhà đứng chụp hình xong rồi ghé qua không cho đâu, mình video mà đây, họ chụp hình xong rồi họ ghép vô trong hình này rồi tính tiền một bô là 20 mấy đồng, cho nên đa số là không ai lấy. Đi, let's go, mắc lắm, mấy chục đồng tấm hình. Đây là khu vui chơi mà mấy đứa nít mê tới thôi. Cái khách sạn này nó quá cũ rồi nhưng mà con nít là nó mê là chỗ chơi game là chính. Vào cổng, mới vào cổng chơi cái game gì đây, mấy đứa là sắp hàng đi vô đây. Có người security kiểm tra có đem theo vũ khí gì đó. Vui chơi, vui chơi đó. Mấy người này được kiểm tra. Phe mình đi đâu hết rồi, chưa thấy. Đi chụp rồi. Để mình đứng đây chờ đi. Hảo Hảo đâu rồi? Đi lui lại đây hả? Ôi. Đây là khu vui chơi mà mấy đứa nhóc là mê tích cờ lò đây. Khách sạn này nó có cái trò chơi này đặc biệt rồi. À, away from my family come into. Khách sạn này tuy cũ nhưng dù sao vẫn còn có những điểm yêu thích. Tính đi chơi game mà mấy game này nó mạnh quá, mấy đứa nhỏ chơi không nổi. Vô coi mấy video 3D này đi. Vô coi mấy cái phim này còn có lý hơn nè. 3D hả? 4D. Cái này 4D nè. Coi mua vẻ vừa đâu. Đó, vô coi mấy này cả nhà mình vô coi cũng được nữa. Cái này 4D. Cả nhà vô coi mấy phim này cũng vui nữa. Không có mẹo đâu. Mình hỏi thôi. Đây là khách sạn Circuit Circuit. Cô là đi chơi. Là trong cái hình nhắc là mình là cái ghế đó lắm. Hả? Wow, cái ra sau này cao to chút lên trời. Wow, mấy cái ra ghê gớm. Mấy này mấy đến con mình chơi không nổi. Mấy ra mạnh quá. Mỹ Nam Kế. Nó sợ, Hảo Hảo sợ. Các đứa đi cười. Hảo Hảo sợ quá. Rồi, thế là xong một chuyến đò. Bây giờ đi vô coi phim 4D. S này. IX. Còn con này là Rupi.
nào đây, hình như đi bên này nè. Vô trong này là giống như là một cái hang núi. Và trên là mấy cái rise. Mấy cái rise chạy vòng vòng trên trời. Kinh hồn như là khu vui chơi nằm ở trên lầu 4 của khách sạn Sứ Kịch. Phim 4D nằm đây rồi. Họ đang khách hàng vô kìa. Mình tưởng ăn món gì mình tưởng? Hả? Kem hả? Kem gì đâu đưa khoe tới coi kem gì mà lạ vậy? Kem gì? Kem gì hột vậy? Kem có nhiều màu vậy hả? Wow, ngon vậy. Cái kem mà hột lấy muỗng múc á, con hay ăn hả? Wow. Yes. Quăng một cái là vô được hai con ở luôn hả, sướng vậy. Wow, được hai con này hả bạn Tuấn? Hai con hay một con? Yeah. Chú và quăng? Only one? Ok, he got one. Thank you. Từ đâu đó coi? Bé mọi người. Yeah, con này con gì? Con chó. Con chó hay là con chuột? Quăng con cái mà vô được con chó liền hả, sướng vậy? Ờ, vì con lucky thôi. Em nó tưng ra liền á. Rồi bây giờ coi tiếp coi thử. Chơi sao? Rồi chơi ném bể bong bóng hả? Sao mình thấy? Đã chết rồi đó. Ném cho bể bong bóng mới được hả? Ồ, vậy thì khó lắm, cái cục đó nó nhẹ quá, ném sao bể. Không biết rồi. Wow. Bây giờ chơi gấp cái bùi nhùi này. Chắc cũng dễ đó. Ồ, oh, nó dính nhau nó níu. Ồ, oh, thì ra nó vậy. Ồ, oh, Trần Thơm. Lần thứ hai chơi xích sát vô luôn. Rồi, thả xuống đi cho nó đè, nó rớt xuống, xích sát ngoài đi. Đẩy nó qua liền, đẩy nó qua liền. Đẩy, tuột luôn. Bây giờ ném vô cái thầu, cái chậu để mà được một con chuột. Rồi. One more, thêm nữa đi, kiếm con chuột bự đi. Mà ba thấy con chuột bự nó đẹp, con chuột nhỏ nó đẹp hơn mấy con chuột bự đó. Rồi hả, vậy thôi rồi hả? Hai con, hai bên rồi. Hai con. Một cặp rồi, đưa coi. Wow, hai con chuột dễ thương nè. Con chuột nhỏ này ba thấy nó dễ thương hơn mấy chuột bự á. Úi dạ. Mới nói thôi mà chơi nữa luôn. Rồi chắc ôm vậy đủ rồi nữa. Còn 50. Hả, còn 50 cái credit nè, ok. Sau một ngày đi chơi, bây giờ phải đi tìm quán ăn. Rốt cuộc ăn cơm Tây, cơm Tàu gì cũng ngán. Bây giờ quay lại ăn cơm Hàn Quốc. Thử coi cơm Hàn Quốc nó có món gì đặc biệt. Con gái mới say hello rồi. Bây giờ đi mệt cả ngày đuối rồi. Lùi cả ngày đuối, bây giờ đi kiếm đồ ăn. Bây giờ bà con đang kiếm đồ ăn su phu.
đồ ăn Hàn Quốc. Đồ ăn Hàn Quốc là dễ nuốt nhất thôi, nóng 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 nóng. Trời ơi, Las Vegas nó rất là lạnh. Bây giờ ở ngoài khoảng 40-43 độ F, rất là lạnh. Cho nên giờ đi kiếm đồ ăn nóng nóng như là bò Hàn Quốc nướng là coi như hấp dẫn. Nói đến là bây giờ đói bụng sốt ruột rồi. Đằng sau là những cái món đây nhóc qua mà đang hết rồi. Hai cái bao nữa. Hai cái này. Cuối cùng là đang order hàng. Và một con cá. Nấu có nó loại bông rớt cái miếng nước á. Nó không ngồi xuống. Các tường rớt cho em miếng nước các tường. Đói bụng sao mà la rồi. Đó, bây giờ là đồ ăn đã ra bàn rồi, sau một thời gian chờ đợi hết 15 phút. Đây là món Hàn Quốc kim chi. Hàn Quốc là đọc tiêu là món kim chi thôi. Ai thích ăn kim chi thì phải vô qua nhà hàng Hàn Quốc ăn. Có đủ thứ, dưa leo rồi cọng cải, cọng tu phu rồi cải củ, cải bẹ rồi nhiều cái củ gì mình không biết, mấy cái củ gì đó mình không biết. Rồi thích nhất là cái gì? Hai trái trứng gà. Hai trứng gà với lại là cái cục gì trắng trắng đó nè, giống như là mashed potato là khoai tây nghiền. Còn đó là cái cải bè xanh. Butter cake. Be careful, be careful. Thank you. Apple juice. Wow, apple juice hả? Tưởng đâu trà chứ. Đưa qua bên Mạnh Tuấn. Đây này là nước táo mà tưởng đâu là nước trà. Rồi bây giờ muỗng, nĩa. Thôi mỗi người một tô vậy hả? Nữa. Hình như thiếu đũa phải không? Thank you. Loan, có đũa chưa? Hảo Hảo có đũa chưa? Đây là khá đủ rồi. Chưa có đũa cái nào, chưa ăn qua ăn đó. Cái này. Rồi, Ale Hấp. Mình thích nhất là món dưa leo này nè, món dưa leo kim chi nè, ăn ngon. Bữa nay không có cái siwi, không có siwi. Mình là khoái nhất cái món dưa leo hả? Ngon. Món dưa leo là mình khoái nhất. Leo cay hả? Nhai nhai giòn rúm luôn. Dưa leo là nhai giòn rúm. Ngon. Cái món này giống như là cái cọng rau muống bào á, mà không biết có phải không. Cái bào sợi rất là nhỏ. Nhai giòn tan luôn. Thế là có cọng rau gì cứng. Rong biển. Nhưng mà được bào nhỏ đúng không? Cứng nhai giòn tan. Đây là si quy. Món này món si quy. Si quy là rong biển. Còn đây là cây cải. Đây là cây cải đại xanh này. Nó giống như là cái cọng rau muống nhỏ nhỏ giống phải cải bè xanh. Cái này ăn cũng ngon. Kim chi ở đây là đặc biệt ngon. Cái này là quán tu phu gì hả? Rất là... Hả? Mr. Tu Phu là quán ông đậu hũ á. Dịch cho tiếng Việt là quán ông đậu hũ. Món này ăn rất là ngon, cái kim chi làm ăn rất là ngon. Ở Las Vegas nha các bạn, ai đi Las Vegas thì ghé quán này ăn
kim chi Hàn Quốc là rất là ngon. Là món này là giống như củ cải hả? Món này nhìn giống củ cải, nếu phải củ cải em ăn thử coi. Gần đúng luôn. Củ cải chấm. Củ cải trắng họ sắc cục ra. Rồi họ ướp với cái nước tương ớt. Rất là ngon. Cái yêu thích nhất mình vẫn là cái món dưa leo. Kim chi dưa leo là mình thích nhất. Bấm nó đứng lại. Hả? Bấm nó đứng lại là nó. Người ta mới dọn kim chi ra thôi mà bị mấy con ma kim chi nó ăn hết trơn này. Ngày mai kim chi ăn hết kim chi rồi. Tôi ăn chưa ra mà kim chi hết sạch sẽ rồi. Rồi mấy ma này khoái ăn kim chi nên kim chi ta mới dọn ra, người ta để ra thôi để ăn với đồ ăn, ai ngờ bụp kim chi sạch sẽ rồi, không còn gì hết. Rốt cuộc họ phải múc ra thêm một loạt cái kim chi thứ nhì nữa ăn mới đủ. Bây giờ mới ra được mấy món. Ăn món cá Hàn Quốc, cá hấp nướng, cá hấp chiên nữa. Hình như là cá hấp rồi nó chiên lại, áp chảo lại nè. Nguyên cục xương. Cái này là bò nướng Hàn Quốc nè. Bên kia là cá chiên, cá hấp chiên, hấp rồi chiên, cho nên nó áp chảo lại sơ cho nó nóng nóng thôi. Và cuối cùng là chiến trường đã được thu dọn sạch sẽ. Cái món gì là coi ngon là lụm sạch hết rồi. Nói chung là chờ lâu quá đói bụng là ăn ngon thôi. Cuối cùng là coi chiến trường trở thành bình địa và bình địa cũng trở thành sạch sẽ. Đó. Xong sạch sẽ rồi. Các em đã tan hàng cố gắng rồi, các em đi hết rồi. Xong. Món, đây là món.